Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Truyền hình Trà Vinh hôm thứ Bảy ngày 3 tháng 9. Trong chương trình thời sự tối nay gồm có những nội dung đáng chú ý sau. Sau đây là nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2 tháng 9 1945 2 tháng 9 2022, các huyện thị thành phố trong tỉnh đã tổ chức trao tặng huy hiệu Đảng cho 240 đồng chí cao niên tuổi Đảng. Cụ thể, tại thành phố Trà Vinh, các đồng chí lãnh đạo thành ủy đã trao tặng huy hiệu Đảng cho 43 đồng chí, trong đó có 6 đồng chí được trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, có 21 đồng chí được trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, có 5 đồng chí được trao huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, có 7 đồng chí được trao huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, có 3 đồng chí được trao huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và có 1 đồng chí được trao huy hiệu 60 năm tuổi Đảng. Tại thị xã Duyên Hải, lãnh đạo thị ủy cũng đã tổ chức trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 7 đồng chí, có 8 đồng chí nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, có 2 đồng chí nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và truy tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho một đồng chí. Tại huyện Càng Long cũng có 28 đồng chí cao niên tuổi Đảng được nhận huy hiệu đợt này. Trong đó huy hiệu 50 năm tuổi Đảng có 2 đồng chí, 45 năm tuổi Đảng có 6 đồng chí, 40 năm tuổi Đảng có 5 đồng chí và 30 năm tuổi Đảng có 15 đồng chí. Nâng tổng số đến nay, toàn huyện Càng Long có 2.153 lượt đồng chí cao niên tuổi Đảng được nhận huy hiệu Đảng. Tại huyện Tiểu Cần, trong đợt này cũng có 29 đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng. Trong đó có một đảng viên được tặng huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, một đảng viên được tặng huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 4 đảng viên được tặng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 10 đảng viên được tặng huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 6 đảng viên được tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 7 đảng viên được tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Tại huyện Cầu Ngang có 35 đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng trong đợt 2 tháng 9 năm nay. Trong đó có một đồng chí được tặng huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 4 đồng chí được tặng huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí được tặng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí được tặng huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 10 đồng chí được tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 16 đồng chí được tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Và nhiều địa phương khác cũng đã tổ chức trao huy hiệu Đảng cho các đồng chí cao niên tuổi Đảng trong đợt này. Mới đây, ông Trần Trí Dũng, nguyên ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh cùng với lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh đến trao tiền hỗ trợ xây dựng 5 căn nhà đồng đội cho hội viên cựu chiến binh đang gặp khó khăn về nhà ở tại huyện Cầu Ngang. Tại đây, ông Trần Trí Dũng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh đã trao tiền hỗ trợ xây dựng 5 căn nhà đồng đội cho hội viên cựu chiến binh Phạm Văn Bé Tư ở xã Mỹ Hòa, hội viên Lê Văn Dũng ở xã Thuận Hòa, hội viên Võ Trung Lộc ở xã Vinh Kim và hai hội viên Thạch Quyết, Nguyễn Thanh Phong cùng ở xã Trường Thọ, huyện Cầu Ngang. Được biết, mỗi căn nhà được hỗ trợ xây dựng 50 triệu đồng. Đây là nguồn kinh phí do ông Trần Trí Dũng vận động các mạnh thường quân hỗ trợ. Phát biểu với các hội viên cựu chiến binh, ông Trần Trí Dũng mong muốn các cựu chiến binh phát huy bản lĩnh của người lính Cụ Hồ, khắc phục khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống và luôn là tấm gương sáng, động viên con cháu tích cực tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, góp sức cùng địa phương xây dựng thành công huyện Cầu Ngang trở thành huyện nông thôn mới vào cuối năm nay. Được biết, tính đến nay, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Trần Trí Dũng đã hỗ trợ xây dựng 50 căn nhà đồng đội cho hội viên cựu chiến binh gặp khó khăn về nhà ở tại huyện Cầu Ngang với tổng kinh phí hỗ trợ 2,5 tỷ đồng. Ban chỉ huy chiến dịch thanh niên tình nguyện hè huyện Duyên Hải vừa tổ chức tổng kết hoạt động chiến dịch năm 2022. Kết quả qua hơn một tháng thực hiện chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022 trên địa bàn huyện Duyên Hải, các chiến sĩ tình nguyện đã sửa chữa, nâng cấp, làm mới 12 km đường nông thôn, xây dựng mới 2 tuyến đường văn minh và các tiêu chí sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, an toàn tại thị trấn Long Thành. Ngoài ra, tham gia chiến dịch tình nguyện hè năm nay ở huyện Duyên Hải, các chiến sĩ còn tổ chức khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho hàng trăm dân nghèo, xây dựng mới 3 căn nhà nhân ái, hỗ trợ giúp đỡ 250 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn và nhiều hoạt động an sinh xã hội khác. Đặc biệt là phát triển mới trên 300 đoàn viên hội viên và giới thiệu 16 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Phát biểu tại buổi lễ tổng kết, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Duyên Hải cho rằng những kết quả mà chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay mang lại sẽ góp phần đưa kinh tế, văn hóa xã hội của huyện ngày càng phát triển. Dịp này, Ban chỉ huy chiến dịch thanh niên tình nguyện hè huyện Duyên Hải đã tặng giấy khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân
có thành tích xuất sắc trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022. Tại huyện Càng Long cũng vừa tổ chức tổng kết chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022. Với tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ tham gia chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay ở huyện Càng Long, các chiến sĩ tình nguyện đã vận động mạnh thường quân hỗ trợ nâng cấp sửa chữa gần 10 km đường đa nông thôn với tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng, xây dựng 4 cầu giao thông nông thôn với tổng kinh phí 400 triệu đồng và tổ chức khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho gần 1.000 bệnh nhân thuộc diện chính sách người già neo đơn, học sinh khó khăn với tổng kinh phí trên 900 triệu đồng. Ngoài ra, trong quá trình diễn ra chiến dịch, các chiến sĩ tình nguyện còn tổ chức thăm tặng hàng trăm phần quà cho mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và tặng nhiều dụng cụ học tập cho học sinh nghèo có điều kiện đến trường trong năm học mới. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Càng Long đã trao tặng 15 giấy khen cho 9 tập thể và 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022 trên địa bàn huyện. Đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện, cung cấp điện ổn định phục vụ các hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa trên cả nước trong dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9 là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công ty nhiệt điện Dương Hải. Đây cũng là yêu cầu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đối với tất cả các đơn vị trực thuộc. Theo đó, công ty nhiệt điện Dương Hải đã xây dựng và thực hiện phương án đảm bảo cung cấp điện an toàn liên tục nhằm phục vụ sản xuất, sinh hoạt, vui chơi của người dân tại các tỉnh phía Nam, đồng thời đảm bảo an ninh quốc phòng trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay. Để đảm bảo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ đặt ra, công ty thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát thiết bị, kịp thời phát hiện, khắc phục nhanh tình trạng bất thường, khiếm khuyết các thiết bị của tổ máy, đảm bảo không xảy ra sự cố, theo dõi màn hình giao diện vận hành của các hệ thống thiết bị quan trọng, theo dõi các tín hiệu cảnh báo đối với hệ thống thiết bị, thực hiện hiệu chỉnh chế độ cháy của các lò hơi thường xuyên liên tục, chủ động đưa các giải pháp vận hành nhằm nâng cao hiệu suất, giảm dị đóng xỉ và kéo dài chu kỳ vận hành của các tổ máy. Bên cạnh đó, công ty còn triển khai phương án dự phòng lò phụ, sẵn sàng phục vụ khởi động cho các tổ máy. Và ngoài lực lượng thường trực tại chỗ, nguồn nhân lực dự phòng cũng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi cần thiết. Cùng với việc xây dựng và thực hiện kế hoạch đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, công ty còn chủ động thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, tăng cường kỷ luật vận hành, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ tại đơn vị, phối hợp với các cấp chính quyền địa phương, xây dựng và triển khai các phương án phòng chống cháy nổ cho các công trình điện trên địa bàn, bảo vệ an ninh trật tự, an toàn giao thông. Với sự chủ động về nguồn nhân lực, vật tư, phương tiện, phương án, công ty nhiệt điện Dương Hải đã cung cấp điện an toàn, ổn định, phục vụ tốt dịp lễ Quốc khánh năm nay. Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ công an huyện Cầu Kè kết hợp với chi nhánh công ty cổ phần dầu khí Mekong tại Trà Vinh vừa tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ kết hợp với ứng phó sự cố tràn dầu tại cửa hàng xăng dầu số 42 ở khóm 8 thị trấn Cầu Kè. Tình huống giả định được đưa ra tại buổi diễn tập là vào lúc 9 giờ ngày 31 tháng 8 năm 2022 tại cửa hàng xăng dầu số 42 khi xe bồn đang nhập xăng vào bể chứa, đường ống dẫn xăng bị tuột đầu nối dẫn đến xăng dầu chảy lon ra khu vực xung quanh, gặp nguồn lửa nguồn nhiệt gây cháy. Sau đó ngọn lửa nhanh chóng cháy lan đến xe chở xăng, cụm bể chứa xăng dầu và khu vực cột bơm. Trước sự cố đó, nhân viên cửa hàng đã nhanh chóng báo động toàn cửa hàng, triển khai các biện pháp chữa cháy và gọi điện báo cháy tới lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Nhận tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an Cầu Kè nhanh chóng triển khai lực lượng, điều hai xe chữa cháy chuyên dụng cùng cán bộ chiến sĩ tới dập tắt đám cháy, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản tại cửa hàng xăng dầu. Thông qua buổi diễn tập nhằm giúp cho cán bộ, công nhân viên cửa hàng xăng dầu số 42 ở thị trấn Cầu Kè nắm rõ được quy trình tổ chức các hoạt động chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nâng cao khả năng chỉ huy điều hành và nắm bắt được quy trình tổ chức cứu chữa vụ cháy và công tác cứu nạn cứu hộ khi xảy ra cháy, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy nổ xảy ra. Kính thưa quý vị và các bạn, mới đây Hội Đông y Châm cứu tỉnh Trà Vinh vừa tổ chức thành công hội thảo khoa học phục hồi sức khỏe cho bệnh nhân sau khi bị nhiễm COVID-19 bằng phương pháp y học cổ truyền. Tại hội thảo, các đại biểu được nghe bác sĩ chuyên khoa 2 Quỳnh Tấn Dũng, giảng viên khoa y học cổ truyền, trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo đề tài khoa học về phương pháp điều trị phục hồi sức khỏe cho bệnh nhân hậu COVID-19. Theo đề tài khoa học của bác sĩ chuyên khoa 2 Quỳnh Tấn Dũng, các bệnh nhân thường có nhiều triệu chứng mắc phải sau khi bị nhiễm COVID-19 như đau đầu, mệt mỏi, rụng tóc, từ đó làm ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của bệnh nhân. Chúng ta biết là cái vấn đề hậu COVID nó để lại rất là nhiều di chứng. Theo nghiên cứu ở nước ngoài thì khoảng 200 di chứng. Ở Việt Nam thì cũng ghi nhận trên 50 cái di chứng mà để lại. Nhưng mà hiện nay WHO cũng như là chúng ta thường gặp trên lâm sàng để lại có 3 triệu chứng cơ bản
đó là thứ nhất là người là đau mỏi về cơ, cái thứ hai là vấn đề ho khó thở, và cái thứ ba là ảnh hưởng đến cái vấn đề giấc ngủ và trí nhớ. Thì ba cái triệu chứng này thì bên đông y có khả năng cải thiện và hỗ trợ tốt. Vậy đối tượng nào dễ bị ảnh hưởng của hậu Covid-19? Đó cũng là vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm tại hội thảo khoa học lần này. Và theo đề tài khoa học của bác sĩ chuyên khoa 2 Quỳnh Tấn Dũng, thì hầu hết mọi lứa tuổi đều có các triệu chứng hậu Covid. Tuy nhiên, đối với người lớn tuổi sẽ có nhiều triệu chứng hậu Covid hơn. Những cái đối tượng dễ bị hậu Covid và để lại di chứng nặng nề thường là có những người bị bệnh nền. Nền thứ nhất là tiểu đường, hay là bị cao huyết áp, hay là bệnh lý về tim mạch, hay là bệnh lý về là người đó là mập, hay một số cái bệnh lý về nội tiết, điều đó cũng ảnh hưởng đến cái vấn đề nó làm gia tăng cái bệnh nặng, cảnh nặng của cái vấn đề hậu Covid. Lứa tuổi thì chúng ta sẽ thấy là thường những người lớn và những cái trẻ nhỏ, chứ còn là lứa tuổi trung niên thì nó cũng ít gặp và hơn, đó là cái lứa tuổi già hoặc là trẻ thì nó cũng là để lại cái di chứng nó nhiều hơn so với cái lứa tuổi trung niên. Với các đối tượng triệu chứng của hậu Covid kể trên, bác sĩ chuyên khoa 2 Quỳnh Tấn Dũng cũng đã chỉ ra nhiều phương pháp điều trị chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân bằng phương pháp y học cổ truyền để giúp người bệnh khỏe mạnh hơn mà không phải dùng đến phương pháp điều trị Tây y. Thì bên đông y có hai phương pháp điều trị, đó là dùng thuốc và không dùng thuốc. Thí dụ chi triệu chứng đau mỏi về cơ thì chúng ta có thể là sử dụng cái dùng thuốc, là có thể dùng bài bát trân để nâng đỡ về khí huyết, cũng như là chúng ta thí dụ đau nhức ở xương cốt mà từ thắt lưng trở xuống thì chúng ta sử dụng bài độc hoạt tan ký sinh, còn đau từ thắt lưng lên trên phía trên thì chúng ta sử dụng bài nguyên tý thang, và cứ tùy theo cái bệnh cảnh về vấn đề đau mỏi cơ như thế nào hay là khớp như thế nào để mà bên đông y có thể sử dụng bài thuốc thích hợp. Còn cái thứ hai là không dùng thuốc thì chúng ta có thể sử dụng là châm cứu để với hai là xoa bóp bấm huyệt, tập luyện để giúp cho nó cải thiện là khí huyết lưu thông, thì các cái triệu chứng mà về đau mỏi cơ nó được cải thiện. Cái thứ hai là vấn đề ho và khó thở. Vấn đề ho khó thở thì chúng ta có thể sử dụng các cái phương pháp của dân gian để mà uống để mà giảm cái ho, hoặc là tập cái ho, tại vì ho là vấn đề sinh lý nhưng đồng thời ho cũng là một cái bệnh lý, để mà chúng ta đánh giá cái ho mà có đàm, nhìn cái đàm, cái màu sắc đàm để mà quyết định cái tình trạng của bệnh lý này nó nặng hay nhẹ, hay là một số có nhiễm trùng hay không. Và cái khó thở này thì chúng ta có thể tập luyện bằng yoga, bằng khí công để từng bước là nâng cao sức thở, và chúng ta đánh giá bằng cái hô hấp ký để xem cái vấn đề tập luyện của chúng ta có cải thiện hay không. Cái thứ ba nữa là vấn đề về ảnh hưởng về tinh thần mà chúng ta thường gặp, đó là mất ngủ hay là hay quên, đó là hay là mình gọi là sương mù não. Thì cái này thì mình có thể nhẹ thì mình có thể cải thiện bằng các cái thảo dược, ví dụ như tâm sen hay là lạc tiên, lá dong rồi này kia thì có thể cải thiện được. Còn hoặc là không dùng thuốc thì mình có thể xoa bóp châm cứu cũng cải thiện mất ngủ. Nếu mà bệnh cảnh càng ngày càng nặng thêm, ví dụ như mất ngủ nặng thêm thì chúng ta sẽ có một nhờ cái vấn đề khám của bên tâm thần để mà có một sử dụng đánh giá, dùng tâm lý liệu pháp hoặc là dùng cái hóa dược để mà điều trị cho nó hiệu quả. Như chúng ta biết, cái vấn đề hậu Covid là một bệnh cảnh mà nó chưa có tiền lệ, cho nên cái vấn đề đông y nó giúp cải thiện, thứ nhất là cải thiện những cái triệu chứng nó nhẹ, và cái thứ hai nó không có tổn thương thực thể. Còn khi mà nó tổn thương thực thể, khi chúng ta đánh giá bằng X quang hay là bằng các cái chỉ số sinh hóa mà nó tổn thương thực thể thì chúng ta phải kết hợp với thuốc về Tây y để có một cái sự phối hợp mà nhịp nhàng logic để mà phục vụ tốt cho bệnh nhân. Còn nếu mà tình cảnh bệnh nặng quá thì chúng ta chuyển qua y học hiện đại để y học hiện đại có một cái xử trí về vấn đề cấp cứu và góp phần phục hồi được cái sức khỏe cho người bệnh. Cái vấn đề đối với khuyên những người hậu Covid đó, như bệnh đông y thì chúng ta chú ý là khí huyết lưu thông, tinh thần thoải mái thì đó là sức khỏe. Cho nên chú ý hai cái phần là tâm hồn và thể xác. Thì vấn đề tinh thần là phải cách nhìn về cuộc sống như thế nào lạc quan, yêu đời. Cái thứ hai về thể xác, chúng ta phải tập luyện ăn uống như thế nào để cho nâng cao cái sức khỏe. Người ta nói một tâm hồn minh mẫn phải trên cơ thể khỏe mạnh, nhưng trong thời gian chờ tâm hồn minh mẫn thì mình làm cơ thể khỏe mạnh trước, để mà làm sao giữa tinh thần và thể xác phải là một, để mà góp phần nâng cao cái sức khỏe của cái người gì mà sau cái hậu Covid. Tại hội thảo khoa học hồi phục sức khỏe hậu Covid-19 bằng phương pháp y học cổ truyền, bác sĩ chuyên khoa 2 Quỳnh Tấn Dũng cũng cảnh báo đến mọi người về mối nguy cơ sự trỗi dậy của các loại virus mới làm ảnh hưởng đến sức khỏe người dân trong tương lai.
Như chúng ta biết là một số người mong mỏi là hết cái đợt dịch này để mà coi như là an cư lạc nghiệp, nhưng mà chúng ta sẽ biết chú ý là sau cái đợt Covid này, như thế kỷ 21 là thế kỷ của là suy, cho nên sau Covid này còn một cái loại có thể là dữ dội hơn để nó thúc đẩy y học phát triển, thì chúng ta có thể thấy từ cái biến chủng của Covid này nó có thể là nó biến chủng, mà biến chủng này có thể là từ cái cũ mà nó tái phát lại nó biến thể. Cái thứ hai là nó biến chủng của cái Covid này là một biến chủng mới, hoặc thứ ba là có thể là một cái loại virus hoàn toàn mới. Thì để nói vậy để chúng ta không phải khủng hoảng, không phải sợ, mà chúng ta sẵn sàng đối phó với cái sự phát triển của cái virus này để làm sao chúng ta an tâm và chúng ta có sự coi như là phòng trị cho nó phù hợp. Với những nguy cơ được cảnh báo trên, bác sĩ chuyên khoa 2 Quỳnh Tấn Dũng, giảng viên y học cổ truyền trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo mọi người phải tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh của ngành y tế, đặc biệt là phải tích cực tham gia tiêm vaccine đầy đủ. Có như vậy mới hạn chế được dịch bệnh xảy ra và cũng đồng nghĩa với việc bảo vệ tốt sức khỏe cho mọi người và cho cộng đồng. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay nhiều người dân trong tỉnh, nhất là đối với người dân có thu nhập thấp, rất phấn khởi trước những tín hiệu vui về nhà ở xã hội đã và đang phát triển ở tỉnh Trà Vinh. Và mơ ước về căn hộ của bản thân sẽ sớm thành hiện thực để có thể an cư lạc nghiệp. Và mới đây, công ty cổ phần đầu tư và phát triển xây dựng thương mại xuất nhập khẩu Minh Anh thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ mở bán nhà ở xã hội tại khu công nghiệp Long Đức thành phố Trà Vinh sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu đó. Theo nhà đầu tư, dự án này có tổng kinh phí xây dựng trên 515 tỷ đồng, trong đó có 30% nguồn vốn của chủ đầu tư, 50% nguồn vốn vay và 20% nguồn vốn quy động xã hội đóng góp. Với nguồn vốn này, dự án được xây dựng trên tổng diện tích trên 42.300 m², gồm 9 lốc chung cư nhà ở xã hội đáp ứng cho 1.118 căn hộ, một trung tâm thương mại 3 tầng, một khu nhà ở thương mại gồm 46 căn liền kề và một siêu thị phục vụ đời sống người dân sinh sống tại chung cư này. Ngoài ra, dự án xây dựng nhà ở xã hội còn có một khu vui chơi thể thao cho người dân nơi đây. Cũng theo chủ đầu tư, các căn hộ được xây dựng gồm có hai loại nhà ở có diện tích sử dụng từ 38 đến 62 m² và có giá bán từ 330 triệu đến 560 triệu đồng trên một căn. Trong đó, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh hỗ trợ cho vay vốn 80% với lãi suất ưu đãi 0.4% một tháng và thời gian cho vay đến 25 năm. Đây là nhà ở được dành cho các đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người lao động, cán bộ nhân viên đang làm việc tại các cơ quan ban ngành tỉnh chưa có nhà ở. Theo ông Hoàng Duy Khải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Thương mại xuất nhập khẩu Minh Anh, dự án xây dựng nhà ở xã hội của công ty đưa vào hoạt động sẽ là tiền đề tạo dựng một khu dân cư ổn định lâu dài cho người dân và tạo sự phát triển chung cho tỉnh Trà Vinh. Chúng tôi thấy rằng tỉnh Trà Vinh có khu kinh tế trọng điểm với các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, có nhiều dự án đầu tư của doanh nghiệp đã và đang triển khai trên các lĩnh vực. Trong đó, khu công nghiệp Long Đức với 100 hectare đã lấp đầy và nhiều dự án trọng điểm lân cận đã và đang triển khai, thu hút nhiều lao động đến làm việc cũng như phát triển tại khu công nghiệp. Nhưng phát triển nhà ở xã hội cho người lao động có thu nhập thấp chưa nhiều. Qua khảo sát, công ty chúng tôi đã nhận thấy đầu tư dự án nhà ở xã hội tại địa điểm này là thích hợp. Nơi đây tích hợp đáp ứng nhiều điều kiện thuận lợi cho sự phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động trong khu công nghiệp và các vùng lân cận trên địa bàn tỉnh, phù hợp với yêu cầu thu hút đầu tư, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Trà Vinh trong thời gian tới. Ông Hoàng Duy Khải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Thương mại xuất nhập khẩu Minh Anh cho biết thêm, để giúp cho người dân có chỗ ở ổn định, chất lượng cao, dự án xây dựng nhà ở xã hội được Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Thương mại xuất nhập khẩu Minh Anh xây dựng thiết kế theo phong cách hiện đại, tường cách âm và riêng biệt hoàn toàn cho từng căn hộ. Các căn hộ đều được trang bị đầy đủ các tiện nghi, tiện ích phục vụ đời sống sinh hoạt cho người dân. Như ngoài việc trang trí đầy đủ các tiện nghi trong căn hộ, dự án còn bố trí 10.000 m² đất để xây dựng công viên cây xanh kết hợp xây dựng hồ cảnh quan nhằm tạo điều kiện cho người dân tập thể dục và hoàn thành các hệ thống cơ sở giao thông hạ tầng rộng rãi và thoáng mát. Đây là những công trình tạo ra điểm nhấn lớn của dự án. Phát biểu tại buổi lễ mở bán nhà ở xã hội khu công nghiệp Long Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện đánh giá cao chất lượng dự án xây dựng nhà ở xã hội tại khu công nghiệp Long Đức.
và mong muốn chủ đầu tư sớm hoàn chỉnh dự án để phục vụ nhu cầu nhà ở xã hội cho người dân nghèo trong tỉnh. Thực hiện cái chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động nói chung và cho lực lượng công nhân, đặc biệt là tại các cái khu công nghiệp, cụm công nghiệp và cái khu sản xuất tập trung trên địa bàn cả nước, trong đó có tỉnh Trà Vinh. Thực hiện chủ trương đó thì tỉnh ủy, ủy ban nhân tỉnh, các sở ban ngành địa phương, liên đoàn lao động tỉnh, liên đoàn các cấp đã tích cực thực hiện nhiều cái chính sách cho người lao động, như là về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, thăm tặng quà, nhà ở, máy ấm công đoàn và nhiều cái chính sách khác. Bên cạnh đó là đặc biệt là chính sách vận động các cái chính sách ưu tiên của nhà nước và doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng, trong đó có ngân hàng chính sách xã hội, thực hiện là xây dựng cái nhà ở công nhân cho công nhân, để làm sao cho người công nhân đó ổn định, an cư, đảm bảo cái đời sống vật chất chưa đủ, phải có đời sống tinh thần. Thì do vậy, nhà ở xã hội hay là nhà ở công nhân, nôm na là một từ ngữ như thế, thì chúng ta phải thực hiện càng sớm càng tốt và đầy đủ. Thời gian qua thì phải nói rằng là cả tỉnh cũng là phấn đấu để làm sao đạt được cái tỷ lệ nhà ở cho lực lượng công nhân và người có thu nhập thấp đảm bảo. Tuy nhiên chúng ta biết rằng là nguồn lực chúng ta còn có hạn và cái nguồn đầu tư đó hiện nay cũng còn khó nhiều khó khăn. Do vậy thì với sự quyết tâm rất cao thì vừa qua đó là tại khu công nghiệp Long Đức này có cái quỹ đất là 4,2 hecta. Tại chúng ta phải ưu tiên cho người công nhân, chúng ta phải có cái giá bán cho người công nhân, nó đảm bảo cái thu nhập của người công nhân. Thu nhập người công nhân hiện nay bình quân là 5-6 triệu, 7-8 triệu, 10 triệu là tối đa. Mà chúng ta bán cái nhà mà theo ở nhà chung cư mà bình thường thì không đáp ứng được. Thì do vậy chúng ta phải hài hòa các lợi ích, đảm bảo chính sách nhà nước ưu tiên về đất đai là miễn phí, các cái chính sách về các loại thuế là miễn, ngân hàng chính sách xã hội vào cuộc và các tổ chức tín dụng khác. Đồng thời nhà đầu tư cũng phải 1 triệu một phần chi phí, tức là lợi nhuận của nhà đầu tư rất là thấp như anh Hòa nói, để làm sao là có được cái nhà ở mà đảm bảo chất lượng, đồng thời là giá nó cũng phải là hợp lý. Là ủy ban tỉnh rất là vui mừng là sự phấn đấu của các doanh nghiệp huy động toàn bộ cái nguồn lực về tài chính để làm sao là xây dựng cho hoàn thành 4 lốc, hôm nay là khoảng 400 căn. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện, khi nhà ở xã hội khu công nghiệp Long Đức được đưa vào hoạt động, sẽ đáp ứng được nhu cầu nâng cao chất lượng cuộc sống, giải quyết thiết yếu nhu cầu cho ở cho trên 1.000 công nhân lao động và người dân đang làm việc tại khu công nghiệp Long Đức. Chương trình thời sự tối nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.